cà phê ha, cà phê Trung Nguyên làm theo kiểu Mỹ. Trời à, làm việc mà trời mà trời nắng, có ly này uống thôi bá cháy luôn. Anh trời ơi, uống cho đã luôn á nha, thấy chưa, trời đang nóng mà uống ly cà phê này phải nói là đã dữ luôn các bạn. Hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn. Ông xã đang làm gì đây? Chào các bạn, hôm nay anh rửa nhà không, làm cho cái nhà, cái giường sau mình cho nó sạch không? Đây là cái máy để mình rửa nhà hay là mình rửa sân được các bạn. Thì hôm nay ông xã mình sẽ rửa cái sân phía sau này nè, cho nó sạch sẽ, mai mốt mình có để ghế ngồi đồ nó cũng sạch hơn. Tại vì một năm trời mưa trời tuyết rồi đó, nó đóng rong rêu, nó bị đen nè ha. Mình rửa Nè, nó đóng cái rong nè hả. rửa cái máy này, nó xịt cái áp suất ra rất là mạnh không? Mình sẽ rửa sạch cho nó trắng cái sân này luôn. Cái sân bằng gạch này nè. Cái này thì nó giống như khi mình ấy nước vô trong cái máy xong rồi nó chạy, nó phun ra mạnh á, nó làm văng đi những cái bụi bẩn rong rêu các bạn, giống như mình rửa bằng nước ha. Có khi nào mình muốn ra ngoài sân mình ngồi mình chơi, mình thấy nó sạch sẽ cũng thoải mái không? Thì phải dời đi mấy cái chậu của mình cái chậu sả, chậu dâu, chậu hành rồi tùm lum nè các bạn, cho xuống đây để mình rửa hết nguyên cái sân đó luôn. Cực không các bạn? Làm cái dột, làm cái dột. Mà rất là vui không? Anh đẩy cái này mà đậu nó lá nhìn giống như là bác nông dân ghê luôn á, Wow, anh là nông dân mà. chính gốc luôn các bạn. Nông dân làm vườn à. Ok, thôi giờ anh bắt đầu à. Cho nó chạy anh rửa không, nó sẽ hơi ồn không? Mà không biết nó chạy không nữa, để lâu quá không xài thì cũng khó nói. Bây giờ cho mở nước lên ha. Rồi mình gắn cái nước, cái ống nước này từ cái nhà mình ra đó các bạn, mình truyền ra để mình gắn vô cái máy đó ha. Ok, giật cam. Hay vậy ta. Ok, chạy đi. Nó ồn á, bây giờ mình rửa không anh cha, nó rất là ồn. Cái máy này chạy cũng hơi ồn các bạn. Tại ồn quá cho nên anh sẽ tắt bớt cái máy của ảnh á, tại nó cái tiếng ồn nó vô đó. Đó các bạn, cái này là cái vòi phun ha, thì mình sẽ giống như mình nè, mình lấy dùng cái nước á, cái áp suất của nước á nó mạnh á, nó chà đi những cái rong rêu tường hay là cái nhà rồi đó. Cái này mình, nhưng mà mấy cái nhà mà nó dùng nước sơn mà nó không có tốt á thì nó tróc luôn đó các bạn. Ồ, nó chăng đi trên này trần hả. Cái này thường mỗi năm mình sẽ rửa một lần. Các bạn thấy cần không, ở đây là cái gì mình cũng tự làm hết, cũng có mình có thể mướn người ta được, nhưng mà tại vì mình mướn thì nó mắc tiền các bạn, cho nên thôi mình tự làm luôn, mướn gì cũng mấy trăm đô ha, có máy thôi mình làm luôn. Ảnh rửa máy thì mình sẽ quay coi cái vườn rau của mình cho các bạn xem nè. Cái dây bầu hôm nay nó mọc quá trời mọc luôn, nó bò, bắt đầu bò lên trên cái vàng này nè các bạn, bắt đầu nó leo leo rồi ha bạn hình đó, động của nó mặt lù à. Ở đây thì nó có những cái bông rồi nè các bạn đó, mà cái bông này mình nghĩ nó chưa có bắt đầu đậu trái được đâu, tại mới là nó chưa có nhiều á, nó chưa đậu trái đâu ha. Thì mấy cái xà lách của ông chồng mình trồng mấy bữa nay thì nó cũng bắt đầu bén rễ, nó cũng thấy ấy rồi, cũng hơi tốt tốt chút xíu. Còn đây là cái cây su, cây su hôm nay nó có nhiều cái ngọn dễ sợ hơn. Thì nhiều bạn nói là mình sẽ ngắt bớt cái ngọn á để mình xào ăn á, thì nó sẽ nhảy nhiều cái nhánh á, thì nó sẽ có nhiều trái hơn các bạn. Mà năm ngoái mình làm vậy ha, thì nó rất là nhiều trái luôn á. Thì năm nay mình sẽ thử nó khi mà nó phát triển mạnh chút xíu. Còn bây giờ thì mình thấy nó mới lên rồi, mình cũng không có nở để mình ngắt những cái ngọn đó ha. Cái này nó bò lên rồi, đây là những cái đọt bầu rồi các bạn, bầu nó mạnh thiệt luôn á. Trồng thì chắc mối lớn những cái xu của mình quá, đặc biệt là khoai tây các bạn. Thôi kìa, bạn thấy mình trồng khoai tây không, mới mấy tuần à, nó qua rồi tốt luôn, mai mốt chắc nó đầy luôn quá.
còn ở trong đó là những cái lá nhuyễn nhuyễn đó các bạn, là những cái cây cà rốt đó ha. Cà chua thì nay mọc quá luôn rồi. Đây là củ cải trắng thì nó cũng bắt đầu có củ, mình thấy nó lọc lên trắng trắng rồi. Đây là những cái dâu tây của mình. Thì bây giờ nó lên thành những cái cây rồi các bạn, lá nhuyễn nhuyễn là cao hơn mình rồi nè. Hôm nay mình cứ dưỡng dưỡng, mình không có hái. Hôm bữa mình có hái một lần, mình để mình nướng, mình ăn cái thịt bò đó. Mình chờ ít bữa nó có ra thì mình sẽ làm cái video là ăn dâu tây, ý ăn măng tây ngay tại vườn nữa nha các bạn. Đây là những cái chậu dâu tây mình để xuống đây để mình kiếp con đó nè các bạn. Hai chậu này mình thấy nó có nhảy nhiều cái tược quá, cho nên mình đem xuống đây mình kiếp con đó ha. Để xuống đất làm cho nó không có, để cái chậu này cho nó dễ đó. Nè, thì mình thấy nó cũng bắt đầu bén rễ hơi hơi rồi. Mai mốt mình sẽ nó nhảy nhiều lắm đây. Còn đây là cái chậu hành của mình. Cái hành này là mình trồng từ gốc đó nha các bạn. Thì mình cứ ngâm nước rồi mình đem lên mình trồng thôi. Có nhiều bạn nói là quay sát cái gốc hành cho các bạn xem đó. Này nè, quay sát cái gốc hành. Cái này mình cắt ăn được hai lần rồi. Cái này hôm nay là bắt đầu nó ra bông rồi. Nếu đúng ra thì mình phải nhổ lên hết rồi mình trồng lại cái đợt khác. Nhưng mà ở trong mình trồng cây con rồi, cho nên mình không có cần phải trồng nữa ha. Đủ ăn rồi các bạn. Còn đây là dâu tây vàng đây. Dâu tây vàng thì trái rất là nhiều, ăn ngon, nhưng mà có cái trái nhỏ quá. Thì mình nói thôi, nếu các bạn nào muốn trồng thì không nên trồng, tại vì nó nhỏ quá không có đủ ăn đâu các bạn ơi. Trồng cây trắng với là cây màu Hà Lan mà có bông màu hồng hay là màu đỏ đó các bạn, rất là ngon ha. Nè, cái xã của mình hôm nay trời nắng nắng nè, tiện rồi nhảy con rồi. Đây là hai cái chậu dâu tây mình mới vừa trồng luôn các bạn. Thì chờ ông xã mình rửa xong á, mình sẽ để nó lên trên ngay chỗ con thang ha. Cái chậu này mình cũng mới vừa trồng luôn, hai chậu này thì cũng ha. Đây, chậu này cũng mới vừa trồng các bạn, mình treo lên đây. Mà công nhận á, dâu tây mình trồng mình treo lên nhìn nó đẹp ghê á, giống như thế cái bông như vậy đó. Đây là xà lách bắp, hôm nay mình phải thu hoạch thôi các bạn, nay nó lớn quá trời luôn. Còn cái này là cây cây su hào ha. Su hào này ông xã mình nó thu hoạch được rồi, nhưng mà mình nhớ nó lớn lắm cho nên mình chưa đâu, mình để cho nó lớn lớn chút xíu thì nhìn nó sẽ hấp dẫn và nhiều hơn các bạn à. Thấy không, hôm nay trái bự dễ sợ luôn rồi. Đây, cây bơm được mấy trái, còn có 3 trái thôi các bạn, nhưng mà thấy nó đỡ lờm ha. Mai mốt có bơm sẽ ăn tại vườn luôn. Đây là dâu tây của mình nè. Cái này nó tốt quá cho nên trái không có nhiều vào năm nay, nhưng mình đang dưỡng cái cây á, cho nên mình cũng không có ngắt bớt lá ha. Còn đây là cây xà lách. Ồ, cây cải nồi các bạn, xin lỗi ha, cây cải nồi thì bắt đầu nó bắt đầu xây nồi rồi. Ở đây ông xã mình cũng có trồng mấy cái cải nồi màu đỏ nè, thêm một ít cải nồi của loại cải nồi dúng mềm đó các bạn. Đây là cần tàu, cần tây, trong đó là dưa leo các bạn, dưa leo trái nhiều lắm luôn đó. Để mình dạch cho các bạn xem luôn đó, dưa leo đó bây giờ cần mình có thể ăn được rồi ha, không cần phải đi chợ mua. Mùa hè thì gia đình mình không cần phải đi chợ mua rau cải gì hết các bạn, mình có rau gì ở nhà mình cứ ăn tốt. Đây là bông hồng giòn đó các bạn. Cây này là năm nay là năm đầu tiên á, ẻm ra hoa rất là thánh lường. Mai mốt là có trái là cha chồng mình đi thu hoạch, không cần phải đi chôm của người khác nữa, và mình sẽ ăn tại gốc luôn nha các bạn, chờ xem nha. Đặc biệt là cái cây hồng này, cái lá nó có màu như vậy khi mà nó còn non các bạn, khi nó già thì nó có màu xanh mà cũng lợt ha, chứ không phải nó bị thiếu chất gì. Có nhiều bạn nói có thể cây hồng mình bị thiếu chất á, nhưng mình nghĩ nó không phải thiếu chất đâu ha, nó là vậy á. Mình sẽ vô cái nhà kính của các bạn, của mình cho các bạn xem nha. Hôm nay nóng quá nên mình mở cửa sổ hết trơn rồi. Cần tạo này chắc hôm nay phải thu hoạch nè các bạn ơi, nó lớn quá rồi. Cúng cây thì cũng bắt đầu phát triển ha. Cái đó là rau ông xã mình mới trồng thêm bụi. Cần nước nè, mấy bữa nay mát mát là cây nó giọt lên cao dễ sợ luôn.
chắp trái này phải chiết ra các bạn, quá trời đặc nẹt hết. Đó, cà tím ha, bông đầy luôn. Nè, cây ớt cũng có trái rồi ha. Cái này là trái sạch sạch rồi các bạn. Các bạn nhiều bạn có hỏi tại sao mình trồng nhiều trái sạch sạch hoài mà không đúng, cứ trồng hoài tại gia đình mình thích ăn để làm chua đó, cho nên mình tức quá mình trồng hoài. Cây này nếu mà nó được thì mình sẽ để cây mình lấy hạt để sang năm mình trồng tiếp ha. Đây là mùng tơi, mùng tơi bắt đầu phát triển mạnh đây nè các bạn. Ít bữa nữa mình có thể thu hoạch mùng tơi ha. Kia là một trái muống, để tới ngày mình nghỉ mình sẽ nấu canh chua. Nè, ở đây là hành, ông xã mình trồng từ cây con nè các bạn. Thì cây con á thì nó sẽ ngon hơn á. Giờ mình cắt ngang vậy là được, để lâu hơn là mới bị có bông á. Rồi đây là những cây mướp, mướp chía và mướp hương. Mướp này là mình ươm hạt đó các bạn, từ cái giống mướp từ Việt Nam mang qua ha. Còn đây là rau xà lách to, hôm nay nó cao được nữa rồi. Trong đó là bạc hà các bạn. Bạc hà thì nó cũng bén rễ và nó bắt đầu lớn rồi. Bên đây là cải rổ ha. Đây là những cây cải tí hòn của mình, nó tráng chỗ quá đi. Bây giờ bắt đầu nó ra những cái búp, nó búp rồi nè. Mình ráng nó 2 tầng để mình thu hoạch, mình nhổ nó cho nó trống một chút xíu. Mấy cái chỗ nào mà trắng trắng á, là ông xã mình rửa rồi đó các bạn. Nó sạch, nó trắng vậy đó. Một chút rồi mình rửa xong rồi nó trắng hết như vậy luôn ha. Rồi giờ giờ ông xã mình rửa được phần nửa rồi nè các bạn, còn có chút xíu chỗ này thôi ha. Thì chắc chút mình kêu anh rửa một cái cầu thang nữa với cái xanh đếp. Cái balcony ở trên này cũng dơ rồi nè, kêu anh đẩy luôn trời thật. Trời hôm nay không nóng lắm nhưng mà trời hơi ui mà. Nhưng mà mình làm cũng rất là nắng các bạn. Mình làm cho anh đi cà phê ha. Cà phê Trung Nguyên làm theo kiểu Mỹ. Trời làm việc mà trời, mà trời nắng, cái ly này uống thôi bá cháy luôn. Anh trời ơi, uống cho đã luôn á nha. Thấy chưa, trời đang nóng mà uống ly cà phê này phải nói là đã dữ luôn các bạn. Làm nông dân cũng sướng quá ha. Lâu lâu thôi. Còn gần xong rồi hả? Cái này coi chứ mình rửa rất là lâu các bạn, tại vì mình phải chà từng miếng này nè, lâu lắm. Nghe tiếng máy nó êm mà các bạn, chắc ông xã mình rửa xong để mình xuống coi có sạch không. Alo ông xã, xong chưa? Xong quá rồi, đói bụng luôn, mà bụng khát nước nữa. Mới uống cà phê xong. Nãy giờ làm không cho nhịn lại, không cho ăn gì hết, nhịn đói. Đây, cho miếng dưa hấu. Trời nóng mà hồi nãy cho uống cà phê, giờ miếng dưa hấu, thấy không các bạn? Phải nói là phục vụ chu đáo luôn á. Mà không biết rửa có sạch đâu đây. Sạch luôn, đây. Hồi nãy đang xì, bây giờ nó trắng rồi không? Đây mình quay cho các bạn xem, hồi nãy mấy cái dưới cái nhà kho của mình á, nó đóng rêu xà lét luôn á. Bây giờ thì nó sạch rồi, các bạn, nó trắng rồi ha. Nhất là ở dưới nền xi măng thì nó trắng luôn. Mai mốt thì mình ra đây ngồi chơi rồi nó sạch sẽ. Trời ơi, nhưng mà mấy cái cây của mình nó văng bùng lên. Nó văng bùng lên rồi, chứ phải tưới cho nó sạch rồi coi nè. Cái này mình phải lấy nước mình tưới lại. Nhưng mà lát mình tưới cây luôn mà. Trời nay nắng quá nè không? Trời nắng, tưới thì sáng giờ chưa tưới á. Nhất là cái chậu rau tay của em nó gớm luôn rồi. Trời ơi. Thôi kệ đi, nhìn cũng xong. Ủa mình có cần phải rửa cái xanh đét luôn không? Xanh đét cả lần sau đi. Trời ơi, ngày mai hả? Nãy anh có dời mấy cái chậu rau tay của em ra anh rửa luôn không? Tại vì mình rửa một lần thôi, tại vì 15 phút à. Mình làm nhiều quá mình đâu được, để lần sau đi. Trời ơi, các bạn thì anh rửa thì nhìn cũng sạch sẽ ha, nhất là cái đường đi. Rửa tổng lên tới lần trước luôn á. Phía trước luôn nè. Bây giờ thì nó nắng lên rồi thì anh... Anh rửa tới bậc thang à? Ở trên. Ở trên mát rồi. Trời ơi, anh rửa nó chân sân rồi các bạn. Bó tay chưa? Ông thợ này thiệt á. Phục vụ chu đáo mà làm thì hơi bị ẩu chút xíu.
Dưa hấu ngon quá. Ngọt không? Ngọt. Mùa này các bạn, dưa trái cây đều rất là ngọt mà lại rẻ nữa. Cái mùa đông thì vừa mắc mà lại không ngon ha. Nhất là trời nắng này có miếng dưa hấu là ăn bá cháy luôn. Bá cháy luôn, mà trời nắng này cái nón lá này cũng bá cháy luôn. Vừa tiện vừa lợi luôn. Cái gì của Việt Nam mình cho làm nó cũng tiện quá ha. Thôi chào các bạn ở đây. Chào các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào. Bye bye các bạn. Bye.